1953, cuộc kháng chiến thần thánh của toàn dân ta bước vào năm thứ 8. 8 năm chiến đấu cực kỳ gian khổ và anh dũng. Quân dân ta càng đánh càng mạnh, càng mạnh càng thắng. Thực dân Pháp thất bại trong chiến lược đánh nhanh, buộc phải đánh lâu dài. Nhưng càng tiếp tục chiến tranh, càng gặp những khó khăn mới, càng lâm vào thế bị động, đi hết thất bại này đến thất bại khác. Nhớ lại những ngày đầu kháng chiến, với máy bay, tàu chiến, đại bác, xe tăng của một quân đội nhà nghề thiện chiến, thực dân Pháp binh Ninh với sức mạnh hơn hẳn ta về vũ khí trang bị, chúng có thể nuốt chửng nước ta trong một thời gian ngắn. Một dân tộc đã vùng lên giết giặc cứu nước theo lời kêu gọi của vị lãnh tụ kính yêu của mình. Người đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta hy sinh tất cả, nhưng nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Thầy đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Nam Bộ, thành đồng tổ quốc, tung lên trước giết giặc với gậy tầm vông vót nhọn và lòng yêu nước mãnh liệt can trường. Liên khu 5 quật cường với vũ khí thô sơ cùng tinh thần bất khuất, và Bắc Bộ anh dũng với gậy tày mã tấu cương quyết chặn bước quân phủ. Khắp toàn quốc, mỗi làng là một pháo đài, mỗi người dân là một người lính chiến đấu dũng cảm và mưu trí, rất xứng đáng là con cháu bà Trưng bà Triệu, giết giặc cướp súng giặc để trang bị cho mình, dìm giặc trong một biển chiến tranh nhân dân mênh mông. Cũng trong thuở ban đầu đứng nước ấy, anh bộ đội chỉ có lòng yêu nước nhiều hơn là súng đạn, nhưng khói lửa của cuộc kháng chiến thần kỳ đã tôi luyện anh lớn vụt lên. Những đơn vị chủ lực xuất hiện, đã đánh là thắng, giáng cho địch những đòn chí mạng. Năm 1949, quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ào ạt tấn công xuống Hoa Nam, giải phóng toàn lục địa Trung Quốc. Tháng 10 năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, làm lệch cán cân lực lượng thế giới về phe ta. Từ mùa đông năm 50, hình thái phản công cục bộ đã xuất hiện, ta chủ động mở một loạt chiến dịch lớn. Tháng 9 năm 50, chiến dịch biên giới. Tháng 12 năm 50, chiến dịch Trần Hưng Đạo tấn công vào Trung Du. Tháng 3 năm 51, chiến dịch Hoàng Hoa Thám tấn công vào đường 18. Tháng 5 năm 51, chiến dịch Quang Trung tấn công vào Hà Nam Ninh. Thua to, chính phủ Pháp vội phái tướng Pháp Sinh Nhi sang Đông Dương, đem quân đánh sập ra Hòa Bình, cố giành lại chủ động. Quân ta mở chiến dịch Hòa Bình và luồn vào đồng bằng, đánh cho y đại bại. Mùa xuân năm 52, ta lại mở chiến dịch Tây Bắc. Mùa hè năm 52, tiếp luôn chiến dịch Sầm Nưa, phối hợp với quân giải phóng Ba Thét Lào. Quân ta tiêu diệt hàng vạn tinh lực địch, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn. Căn cứ địa Việt Bắc, hậu phương chủ yếu của cuộc kháng chiến đã nối liền với nước Trung Hoa vĩ đại và cả hậu phương xã hội chủ nghĩa mông minh đến tận Bá Linh. Chiến tranh du kích phát triển mạnh ở khắp chiến trường sau lưng địch. Tiếng súng chính nghĩa của ta vang dội khắp năm châu. Nhân dân thế giới, nhân dân Pháp đều đồng tình và ủng hộ cuộc chiến tranh yêu nước tự vệ của nhân dân ta, đòi chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược bẩn thỉu ở Đông Dương. Tháng 7 năm 1953 ở Triều Tiên, quân dân Trung Triều đã đánh cho đế quốc Mỹ và chư hầu thua liễn xiển, buộc chúng phải hạ súng ký kết đình chiến ở Bàn Môn Điếm. Điều này khiến thực dân Pháp phải suy nghĩ đến khả năng giải quyết vấn đề chiến tranh Đông Dương một cách tương tự. Nhưng đế quốc Mỹ vừa mất miếng mồi Triều Tiên đã nghĩ ngay cách cướp miếng mồi Đông Dương của Pháp. Thủ tướng Pháp René Maillet lật đật sang Mỹ cầu cứu. Chính trong tòa Nhà Trắng bẩn thỉu này đã ủ ấp biết bao mưu đồ đen tối của đế quốc Mỹ trên sân đầm quốc tế cực kỳ hiếu chiến và thâm độc. Tay phải Mỹ bắt tay Pháp, tay trái Mỹ lại quàng thêm vào cổ Pháp cái thòng lọng viện trợ để buộc chặt Pháp vào bánh xe chiến tranh của Mỹ. Năm 1953, Mỹ đã chi cho Pháp tới 45% chi phí chiến tranh và 25.000 tấn vũ khí trong một tháng. Đồng thời, Mỹ lại tìm cách trực tiếp nắm lấy tên bán nước Bảo Đại để chuẩn bị đá Pháp ra khỏi Đông Dương. Con đẻ của âm mưu mới Pháp-Mỹ chính là kế hoạch quân sự Navarre, một kế hoạch mong chuyển bại thành thắng. Kế hoạch Navarre đại thể có hai bước. Thứ nhất, trong Đông Xuân 53-54, giữ thế phòng ngự chiến lược ở Bắc Vĩ Tuyến 18, thực hiện tấn công chiến lược ở miền Nam, hòng chiếm đóng vùng tự do Liên Khu 5 và Khu 9 ở Nam Bộ. Bước thứ hai, thu đông năm 54, với một lực lượng cơ động đã được tăng cường, sẽ chuyển toàn lực lượng tấn công chiến lược ở miền Bắc, giành thắng lợi quyết định. Thời gian là 18 tháng. Nhiều vũ khí, khí tài chiến tranh được gấp rút đưa sang Đông Dương. Những lực lượng tinh nhuệ từ Pháp, Tây Đức, Bắc Phi, Nam Triều Tiên cũng kéo đến. Đặc biệt, Navarre đã dùng mọi thủ đoạn xảo quyệt và tàn bạo để ra sức phát triển ngụy quân, tiếp tục chính sách thâm độc cổ truyền dùng người Việt đánh người Việt. Kế hoạch Navarre quả đã gây cho ta những khó khăn mới rất lớn. Tình hình trở nên nghiêm trọng. Việt Bắc, căn cứ địa hùng vĩ và thần thánh của cách mạng, nơi mà Trung ương Đảng, Chính phủ, Hồ Chủ tịch trong những năm kháng chiến vẫn hằng theo dõi và chỉ đạo các mặt hoạt động của toàn dân ta. Việt Bắc, nơi mà ở đâu u ám quân thù trông về Việt Bắc cụ hồ phán soi, ở đâu đau đớn giống nòi nhìn lên Việt Bắc mà nuôi chí bền. Đã họp và đề ra những nghị quyết rất quan trọng về chính trị, tiếp tục phát động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm túc, tiến tới cải cách ruộng đất, bồi dưỡng lực lượng cho cuộc kháng chiến lâu dài. Về quân sự, sau khi nghiên cứu tình hình ta địch, Bộ Chính trị đề ra phương hướng chiến lược hết sức đúng đắn là tập trung lực lượng tấn công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta trên những địa điểm sung yếu mà chúng không thể bỏ, tạo điều kiện thuận lợi mới để ta tiêu diệt thêm sinh lực của chúng. Nắm vững phương hướng chiến lược đã nói trên và phương châm tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, kế hoạch tác chiến đông xuân của ta như sau. Tại chiến trường miền Bắc, hướng chính tấn công Tây Bắc, tiêu diệt địch ở Lai Châu, giải phóng Tây Bắc. Hướng phụ phối hợp với quân giải phóng Pathet Lào, tấn công vào Tung Hạ Lào. Đồng thời Bắc Bộ đẩy mạnh chiến tranh du kích để phối hợp. Tại chiến trường miền Nam, ở Liên Khu 5, tấn công lên Bắc Tây Nguyên. Ở Nam Bộ, đẩy mạnh chiến tranh du kích và ngụy vận. Đồng chí Nguyễn Chánh, bí thư Đảng ủy Liên Khu 5, cũng ra Việt Bắc nhận chỉ thị của Trung ương. Trung ương cục miền Nam dưới sự lãnh đạo của các đồng chí Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng đã mở hội nghị bàn kế hoạch tác chiến ở Nam Bộ. Với lòng yêu nước nồng nàn, với trí căm thù sâu sắc, nhân dân Nam Bộ đã nô nức phá đường, đắp cản trên sông, chặn bước quân thù. Khắp nơi, từ Nam chí Bắc, nhân dân cả nước sôi nổi chuẩn bị với một niềm tin tất thắng. Nông thôn vùng lên, bước vào cuộc cách mạng ruộng đất, long trời lở đất. Đời của nông dân được xóa sạch nợ nần và làm chủ ruộng đất đã được Đảng đem lại trong ngày hội cắm thẻ nhận ruộng tưng bừng. Cùng lúc ấy, con em ưu tú của họ trong quân đội cũng hăng hái bước vào cuộc chỉnh quân chính trị chưa từng có. Những buổi kể khổ, khi thì lắng trong đau thương uất hận, khi thì vang dậy tiếng thét căm hờn. Mối thù giai cấp khắc sâu trong tim các cán bộ và chiến sĩ. Chưa bao giờ họ thấy được Đảng trao cho một thứ vũ khí tư tưởng sắc bén và mạnh mẽ như vậy. Rũ buồn đứng dậy sáng loà, họ say sưa luyện tập, dồn cả tâm hồn và ý chí vào lưỡi lê nhát cuốc. Náo nức chuẩn bị chiến đấu tỉ mỉ và đầy hào hứng, như đi vào một ngày hội lớn, ngày hội của những người bị áp bức vùng lên đòi nợ máu với quân thù. Đến như vẫn thường đến với đàn con yêu quý trước mỗi mùa chiến đấu. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cũng đã tới trực tiếp bồi dưỡng cho quân đội chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Họ nóng lòng chờ đợi lập công, những tấm lòng sục sôi trào qua ngọn bút thành những lời quyết tâm sắt đá. Họp, những cánh tay trung kiên thề trước cờ Đảng hứa hẹn tất cả cả vì đảng, vì giai cấp đã làm bật lên hàng rừng cánh tay thép của toàn đơn vị tuyên thệ dưới cờ thi đua nhận lấy những nhiệm vụ khó khăn nhất. Ngày 15 tháng 10 năm 53, Navarre đánh ra Tây Nam Ninh Bình, làm ra vẻ luôn luôn chủ động, luôn luôn tấn công để phá kế hoạch thu đông của ta. Nixon, phó tổng thống Mỹ, cũng lẽo đẽo đi theo xem chuyến hàng này lờ lãi ra sao. Nhưng có thực chúng chủ động không? Từ lâu, tổng quân ủy đã đoán trước cuộc tấn công này nên chấp hành nghị quyết của Trung ương, chỉ để một đơn vị chặn đánh tiêu diệt từng bộ phận sinh lực địch, còn vẫn chủ động tấn công lên Tây Bắc. Đòn tấn công này của ta hoàn toàn bất ngờ đối với Navarre. Lai Châu có nguy cơ bị tiêu diệt, thượng Lào bị uy hiếp. Ngày 20 tháng 11 năm 53, Navarre quảng hốt cho 6 tiểu đoàn nhảy dù xuống Điện Biên Phủ. Cuộc hành binh này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch chiến lược của Navarre. Kế hoạch tập trung binh lực của y bắt đầu bị phá vỡ. Nhân dân Điện Biên Phủ lại phải sống trở lại những ngày đen tối dưới gót sắt của bọn lính nhảy dù của tên tướng Rim hung ác. Cho một cánh quân chặn đường rút của địch từ Lai Châu về Điện Biên Phủ. Chính ở đây, anh hùng Bế Văn Đàn đã lấy thân làm đá súng trong trận Mường Cột. Một cánh quân nữa được lệnh vòng xuống phía Nam chặn đường địch rút sang Lào, vây chặt lấy Điện Biên Phủ. Trong khi đó, Lai Châu sau 80 năm bị thực dân Pháp cai trị, lần đầu tiên được vui sướng đón bộ đội Cụ Hồ vào giải phóng. Đồng thời với cuộc tấn công lên Lai Châu là đòn chiến lược thứ nhất trong kế hoạch Đông Xuân. Quân giải phóng Pha Thét Lào và quân tình nguyện Việt Nam tấn công vào Trung Lào. Địch hốt hoảng bỏ Thà Khẹt chạy về Seno. Đó là đòn chiến lược thứ hai. Navarre bị bắt buộc phải phân tán binh lực từ đồng bằng Bắc Bộ nhảy dù xuống Seno. Tiếp theo, một đơn vị Lào và Việt lợi dụng sơ hở của địch, bí mật thọc xuống tấn công Atopo, giải phóng cao nguyên Boulogne. Đòn chiến lược thứ ba này đã buộc Navarre phải phân tán binh lực lên Bắc Tế. Mặc dầu bị đánh bại và phải phân tán lực lượng ra nhiều hướng như vậy, Navarre vẫn chủ quan cho 25 tiểu đoàn đổ bộ vào phía Nam Phú Yên, thực hiện bằng được cái kế hoạch tấn công chiến lược Át Lăng mà y vẫn ôm ấp. Nhưng quân và dân Liên Khu 5 anh dũng chỉ để một lực lượng nhỏ cũng đã chặn đứng được quân giặc, còn đại bộ phận lực lượng thì tập trung tấn công lên Tây Nguyên, giải phóng Kon Tum, tiến sát đường số 19. Navarre hốt hoảng phải ngừng cuộc tấn công vào đồng bằng Liên Khu 5 và điều động lực lượng lên tăng cường cho Pleiku để chống đỡ. Đó là đòn chiến lược thứ tư. Trong khi Navarre lúng túng đối phó với 4 đòn tấn công liên tục của ta, thì ở các chiến trường sau lưng địch, chiến tranh du kích được đẩy mạnh để phối hợp. Nam Bộ cực Nam Trung Bộ, Bùng Thị Thiên, Đồng bằng Bắc Bộ đã tiêu diệt hàng nghìn đồn trại, mở rộng nhiều khu căn cứ. Và đây là đòn chiến lược thứ 5. Ngày 25 tháng Giêng năm 54, các lực lượng Lào Việt đánh Mường Khoa, tiến sát Luang Prabang, đồng thời giải phóng tỉnh Phong Sa Lỳ. Navarre hốt hoảng lại vội phân tán lực lượng cơ động ở đồng bằng Bắc Bộ lên Luang Prabang và Mường Sai. Kết quả là trong thời kỳ đầu của kế hoạch Đông Xuân, quân ta đã thắng lớn và khối cơ động nổi tiếng Navarre đã bị xé ra nhiều nơi, bị giam vào 5 hố lớn trên chiến trường Đông Dương: Điện Biên Phủ, Seno, Pleiku, Luang Prabang và đồng bằng Bắc Bộ. Kế hoạch quân sự Navarre đã bắt đầu bị phá sản. Điện Biên Phủ, nơi diễn ra cuộc chiến đấu cuối cùng quyết định số phận của thực dân Pháp ở Đông Dương. Ngày 3 tháng 12 năm 53, Navarre hạ quyết tâm chiến lược, ra sức tăng cường Điện Biên Phủ, tiếp nhận chiến đấu với chủ lực ta. Navarre chọn Điện Biên Phủ là một chiến trường lý tưởng để tiêu diệt quân ta. Nếu ta dám mở cuộc tấn công vào đó, y đã láo xược thách thức quân ta. Quả thật, Điện Biên Phủ là một tập đoàn cứ điểm mạnh. Lực lượng địch có 16.200 tên, thuộc các lực lượng tinh nhuệ bậc nhất Đông Dương, đóng trong 49 cứ điểm, chia thành 3 phân khu yểm hộ lẫn nhau. Một, phân khu trung tâm quan trọng nhất có chỉ huy sở, căn cứ pháo binh và sân bay lớn, chiếm 2/3 lực lượng. Hai, phân khu Bắc có cụm cứ điểm Đồi Độc Lập và Bản Kéo. 3. Phân khu Nam là Hồng Cúm, có sân bay dự bị và căn cứ pháo binh. Thế rồi hết Navarre, lại đến Cô Nhi lên Điện Biên Phủ để đôn đốc. Rồi Mark Jacquet, Bộ trưởng thuộc địa, Pleven, Bộ trưởng Quốc phòng, và cả Tiên tướng Mỹ O'Daniel cũng lên kiểm tra và khen, quả là một pháo đài bất khả xâm phạm. Điện Biên Phủ mạnh như vậy, ta có chủ trương đánh không? Tổng quân ủy nhận định, tiêu diệt được tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ thì mới đánh bại được hình thức đối phó cao nhất, mới nhất của địch, đập tan kế hoạch quân sự Navarre. Sau khi cân nhắc kỹ, so sánh lực lượng ta địch, Tổng quân ủy đã chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với địch, hạ quyết tâm lịch sử tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Từ nay, Điện Biên Phủ trở thành mặt trận chính của toàn quốc. Chưa chiến dịch nào bộ đội ta lại xuất quân với một khí thế hăm hở lập công như thu đông năm ấy. Vì ruộng đất cho dân cày, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Không có khó khăn nào họ không vượt qua, không có nhiệm vụ nào họ không hoàn thành, không có kẻ thù nào mà họ không tiêu diệt. Chưa từng có, vì ở quê nhà ruộng đất đã được trở về tay họ. Dân công ta có đời giặc Pháp không thể ngờ rằng ở chiến trường rừng núi, loại xe này lại lợi hại đến như thế. Đồng bào Tây Bắc mới giải phóng, còn nghèo khổ mà vẫn hăng hái góp phần lương thực còn lại cho bộ đội. Và trên tất cả những dòng sông Tây Bắc lởm chởm thác gành, năm ấy cũng nườm nượp từng đoàn thuyền phăng phăng rẽ sóng. Đò người chở khách lấy tiền, đò tôi chở gạo đi lên kịp ngày. Gạo đi chiến dịch phía Tây, nước to sóng cả, đò đây vẫn chèo. Thắng được hỏa tuyến, Bộ Chỉ huy Chiến dịch quyết định mở đường thắng lợi, tức là mở rộng con đường núi từ Tuần Giáo đến Điện Biên dài 80 km, rộng thành 5 thước, thời hạn 11 ngày. Giữa núi rừng, một công trường khổng lồ bỗng xuất hiện, náo nhiệt mà bí mật. Công binh, thanh niên xung phong và dân công đã lập được nhiều thành tích lao động xuất sắc, dù chỉ với sức người, với những công cụ thô sơ như cuốc, xẻng, búa, tròn. Đường làm đến đâu lại được ngụy trang ngay đến đấy, địch không hề biết. Thế rồi, voi vào. Một bất ngờ rất đau đớn đối với địch. Tất cả các chuyên gia pháo binh của chúng, từ tên trung tướng Cô Nhi, vốn xuất thân pháo thủ, đến tên thiếu tướng thanh tra pháo binh Pháp ở Viễn Đông, cho đến các cố vấn Mỹ ở Triều Tiên về, cũng đều không thể tưởng tượng quân ta lại có thể đem được trọng pháo lên chốn núi rừng hiểm trở này để tiêu diệt chúng. Thời rừng cũng là kho nguyên liệu vô tận, nhưng để giữ bí mật tuyệt đối không phép đốn gỗ ở quanh nơi đào hầm phá, mà phải vượt núi đi xa thả gỗ khiêng về. Tuy vất vả nhưng trên môi các chiến sĩ vẫn tươi nở nụ cười tin tưởng tất thắng. Hầm càng kiên cố bao nhiêu, voi càng được bảo đảm bấy nhiêu, và nay mai đồn giặc nhất định tan tành. Và hầm đã xây xong, thênh thang trong ruột núi chờ đợi voi vào. Trong khi đó, voi đang lặng lẽ vượt núi vào tận địa. Những khẩu sơn pháo 75, lựu pháo 105 và cả những cỗ cao pháo lần đầu tiên xuất trận, băng núi trèo đèo, bí mật tiến vào tận địa. Đây là một quyết định rất táo bạo để giành bất ngờ đối với địch. pháo thần kỳ này đã nảy ra biết bao gương anh dũng tuyệt vời. Một khẩu pháo đang leo dốc bỗng dây đời bị điện giật, cả khối thép khổng lồ sắp lao xuống vực. Pháo thủ Tô Vĩnh Diện liền lao thân mình chèn pháo. Với sức mạnh thần kỳ của lòng tin quyết thắng, các chiến sĩ ta đã vượt muôn ngàn khó khăn, dùng sức người đưa bổng cả đàn voi, vượt qua đỉnh núi Pha Sông cao hơn 1.100 thước dốc đứng sang phía sườn kia, kề vào cạnh sọ địch chờ ngày nổ súng. Công tác chuẩn bị tấn công ngày càng gấp rút, các đồng chí trinh sát ngày đêm ăn đói mặc, gian khổ và anh dũng bám sát địch điều tra tình hình. Ở chỉ huy xã, bộ chỉ huy chiến dịch theo dõi các hoạt động của ta địch để chuẩn bị tấn công. Hội nghị phổ biến kế hoạch tác chiến được triệu tập tại mặt trận. Phương châm tiêu diệt sinh lực địch và đánh chắc tiến chắc. Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trình bày phương án tác chiến của Đảng ủy mặt trận. Các cán bộ thảo luận và nhận nhiệm vụ ngay trên sa bàn. Chỉ huy mặt trận trực tiếp đi động viên bộ đội. Đồng chí Tổng tư lệnh căn dặn pháo binh phải làm cho pháo binh ta tuy còn nhỏ yếu nhưng phát huy tác dụng lớn, khiến cho địch khiếp sợ. Các chiến sĩ chăm chú như uống từng lời thư căn dặn của Bác Hồ. Các chú sắp ra trận. Nhiệm vụ các chú lần này rất to lớn, khó khăn nhưng rất vinh quang. Các chú vừa được chỉnh huấn và chỉnh huấn quân sự và đã thu được nhiều thắng lợi về tư tưởng và chiến thuật kỹ thuật. Nhiều đơn vị đã đánh thắng trên các mặt trận. Bác tin chắc rằng các chú sẽ phát huy thắng lợi vừa qua, quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang sắp tới. Bác chờ các chú báo cáo thành tích để thưởng những đơn vị và cá nhân xuất sắc nhất. Chúc các chú thắng to, bác hôn các chú. Cao xạ quay về hậu phương, tưởng nhớ những đồng bào đã hy sinh vì máy bay địch, thề quyết trả thù. Đây Kim Lam, trung tâm phòng ngự mạnh nhất của địch, do đơn vị Lê Dương tinh nhuệ chiếm đóng. Nhưng cho đến phút cuối cùng, Navarre vẫn chủ quan cho rằng sau những cuộc tấn công trên chiến trường toàn quốc, hoạt động của quân ta đã đạt tới đỉnh cao nhất, không còn đủ sức để tiếp tục nữa. Để giành lệch chủ động, y mở cuộc tấn công vào Quy Nhơn ngày 12 tháng 3. Không ngờ, ngay hôm sau, đúng 17 giờ, quân ta tấn công vào Điện Biên Phủ. Chiến dịch lịch sử bắt đầu. Ngay phút đầu, trong trận tấn công của cứ điểm Him Lam, pháo ta đã lập công, bắn chết tên quan tư Pegot chỉ huy Him Lam và tên quan năm Gose chỉ huy phân khu trung tâm. động lực cho bộ binh, các chiến sĩ cao xạ bắt đàn quả sắp địch phải đền tội. Sau 2 giờ chiến đấu, ta tiêu diệt 2 cứ điểm. Cuộc chiến đấu ở cứ điểm thứ 3 phía Tây Bắc Kim Lam khá gay go. Pháo địch lúc đầu bị tê liệt, dần dần hồi lại. Từ một lô cốt ngầm, địch bắn ra ác liệt. Một chiến sĩ mình đầy thương tích trườn lên, dồn hết sức lao vào lấp lỗ châu mai, đập tắt quả điểm địch. Đó là anh hùng Phan Bình Giót, dũng cảm tuyệt vời, noi gương Matrosov ở Liên Xô và Hoàng Kế Quang ở Trung Quốc. Ngày 13 tháng 3, ta tiêu diệt Kim Lam, diệt 3 căn địch, bắt sống 200 tù binh. Ngày 14 tháng 3, diệt gọn cụm cứ điểm đồi độc lập. Ngày 17 tháng 3, vị trí bản kéo, sợ hãi, liền kéo Cờ Trắng ra hàng. Cả phân khu Bắc, cửa ngõ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị phá toang. Trận đầu phải thắng, đó là truyền thống của quân đội ta. Thiệt hại nặng, suốt ngày đêm chở thương binh về Hà Nội. Nhưng nặng nhất là vết thương tinh thần. Tiếng gầm đại bác của quân ta đã quật chúng lộn nhào từ đỉnh cao chủ quan kiêu ngạo xuống vực thẳm hoang mang khủng khiếp. Tên Pirot chỉ huy pháo binh ở Điện Biên Phủ đã tự sát. Ngoại trưởng Pháp Bidon lại lật đật chạy sang Mỹ cầu cứu. Chính tên Dalet hiếu chiến khát máu này đã lại cho gửi gấp nhiều vũ khí, khí tài chiến tranh sang Đông Dương để cứu nguy cho Điện Biên Phủ. Điện binh cũng ùn ùn kéo sang. Ngày 17 tháng 3, Cô Nhi ném thêm cho đội khác 2 tiểu đoàn lính rùa hạng cứng và ra lệnh chống giữ Điện Biên Phủ đến cùng. Navarre ra lệnh tập trung toàn lực không quân, oanh tạc rất ác liệt những mạch máu tiếp tế của ta để cứu nguy cho Điện Biên Phủ. Tất cả các bến đò, các đèo cao hiểm trở đều bị bắn phá dữ dội. Đèo Pha Đin bị ném bom liền 18 ngày đêm, đèo Cà bị đánh phá ròng rã 2 tháng trời. Quãng đường Pò Nòi ngày nào cũng bị oanh tạc, có ngày bị tới 300 quả bom, không kể bom nổ chậm và hàng nghìn bom bươm bướm. Nhưng công binh, thanh niên xung phong và dân công, nhất là các chiến sĩ chống bom nổ chậm, anh dũng tuyệt vời, đã xông ra bất chấp nguy hiểm, đào bom, phá bom, sửa đường. Suốt chiến dịch, mạch đường tiếp tế của ta lúc nào cũng được thông suốt. Ở mặt trận, quân ta nô nức bắt tay vào chuẩn bị tấn công đợt 2, quán triệt phương châm đánh chắc tiến chắc. Các đơn vị được lệnh xây dựng trận địa bao vây và tấn công quân địch. Đây là một vấn đề chiến thuật cực kỳ quan trọng nhằm tiếp cận địch ở địa hình bằng phẳng, hạn chế tác dụng của pháo binh và không quân địch, cơ động lực lượng ta và chiến đấu liên tục cả ngày đêm. Đội ta đã đào thêm được trên 100 cây số chiến hào, từ trên núi cao tỏa xuống cánh đồng trống, vây chặt lấy địch như một vành đai thép. Trận địa tấn công và bao vây căn bản đã hoàn thành. 17 giờ 30 ngày 30 tháng 3 năm 54, quân ta mở đợt tấn công thứ hai vào 5 cao điểm phía đông, then chốt phòng ngự của địch ở Điện Biên Phủ. Chiến đấu tại khu vực này đã diễn ra rất ác liệt. Sau 45 phút, ta tiêu diệt gọn đồi C1. Quân ta lập tức củng cố công sự, chuẩn bị đánh địch, vì biết thế nào chúng cũng phản kích. Gần sáng chúng phản kích và cả ngày hôm sau lại phản kích quyết liệt. Đều bị quân ta đánh lui trong suốt 4 ngày đêm. Bốn ngọn đồi E1, C1, D1, D2 đã bị quân ta chiếm. Riêng đồi A1 sau nhiều trận chiến đấu ác liệt, ta chiếm một nửa, địch chiếm một nửa. Đêm đêm, trận địa tấn công của quân ta cứ tiến sát, tiến sâu mãi về phía địch. Quân địch run sợ, nghe tiếng đào hào thình thịch bên ngoài, như tiếng đào huyệt chôn chúng. Chúng bắn ra dữ dội. Hỏa lực của địch bắn ra như vũ bão, quân ta vẫn can trường sử dụng lưỡi xẻng thần kỳ, tiến vào, tiến mãi vào, thắt chặt lấy cổ địch. Lợi dụng chiến hào tới sát vị trí địch, quân ta dùng chiến thuật đánh lấn tiêu diệt các vị trí 106, 311, 105, 206 ở phía tây và phía bắc sân bay. Sân bay trung tâm của địch bị hoàn toàn bộc lộ. Ngày 23 tháng 4 năm 1954, ở các mặt trận phía tây, phía đông và phía bắc sân bay, quân ta ào ạt tiến vào đánh chiếm sân bay. Cái dạ dày lớn nhất của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã bị ta cắt đứt. Mất sân bay, địch cuống cuồng lo sợ, cố sống cố chết tung quân ra, nhiều lần phản kích dữ dội. Trận ngày 24 tháng 4 là trận phản kích ác liệt nhất. Chúng tập trung nhiều máy bay, xe tăng, đại bác, phối hợp quyết liệt tấn công. Đã kiên quyết anh dũng chiến đấu, đánh lui các cuộc phản kích, giữ vững trận địa, kiểm soát sân bay. Đờ Cát càng ở tịt trong hầm cầu cứu Hà Nội. Cô Nhi ở Hà Nội kêu cứu về Sài Gòn, và ở Paris tướng Elie, tổng tham mưu trưởng Pháp, cũng đang điên đầu khi thấy phạm vi chiếm đóng của quân Pháp ở Điện Biên Phủ mỗi ngày cứ bé lại dần mà không có cách nào cứu nổi. Địch chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng để cứu sống Điện Biên Phủ là thả dù tiếp tế, vét tất cả các kho dù và phương tiện vận tải ở Đông Dương, lấy cả ở Pháp, ở Nhật, khi luật Tân mà cũng không đủ. Phần lớn dù đều rơi vào trận địa ta. Quân ta kiên quyết triệt đường tiếp tế duy nhất của địch. Địch liều mạng ra nhặt dù, nhưng chỉ khiêng về được những tên bị thương hay chết. Khẩu phần của địch bị hạn chế. Chúng đầu cơ đồ hộp để bán cho nhau với giá cắt cổ. Lúc đó ta cũng đang thiếu đạn 105 ly, cướp lấy đạn Tây để rồi lại đập lưng Tây. Navarre ra công đánh phá các đường tiếp tế của ta, nhưng chính y lại là nhân viên vận tải cho ta. quân ta thi đua bắn tỉa địch. Lúc này diệt hay làm bị thương thêm một tên địch là gây thêm một khó khăn lớn cho chúng, vì cả khu trung tâm của địch đã ở trong tầm bắn của tất cả các cỡ hỏa lực của ta như cá nằm trên thớt. Hiện xạ súng trường, súng máy, súng cối, tha hồ trổ tài săn Tây. Ở đồi E, mặc dầu bị oanh tạc vô cùng ác liệt, khẩu đội sơn pháo 75 ly của anh hùng Phùng Văn Khầu đã bắn cháy và phá hủy nhiều máy bay kho tàng của địch. Dầu chiến đấu kéo dài, giằng co ác liệt, lại thêm mưa gió lầy lội, nhưng đời sống chiến hào của quân ta lúc đầu chưa có gian khổ, nhưng sau trở nên khá hơn vì Đảng ủy Mặt trận đã thấy trước, đề ra chủ trương tích cực khắc phục khó khăn, cải thiện việc ăn ở, vệ sinh, phòng bệnh cho chiến sĩ. Các thương binh đều được ưu tiên tận tình chăm sóc. Tiếng hát, tiếng đàn vẫn vang lên. Thư hậu phương là cả một nguồn cổ vũ, là tấm lòng thương yêu của toàn dân, là mối nhiệt tình cách mạng của hàng triệu nông dân đang cải cách ruộng đất, truyền tới người chiến sĩ trong các căn hầm đường hào ngoài mặt trận. Ngược lại, đời sống chui rúc dưới hầm hố của địch quả là một địa ngục trần gian đầy bùn, ruồi bọ và xác chết. Chôn không xuể, chúng phải dùng xe húc đất đào một hố lớn, vứt xác xuống rồi san bằng đi. Những đôi mắt lo lắng kia nghĩ gì nếu không phải là hình ảnh chiếc xe ủi đất và lỗ huyệt trung tàn nhẫn thảm thê. Dưới chiến hào lầy lội, những chiếc mũ sắt cúi gục nặng nề. Ấy thế mà bọn chỉ huy của chúng còn cứ huynh hoang là sẽ chống giữ đến tên lính cuối cùng, nhưng vực làm sao nổi những cái thây ma kia dậy. Dù cho dùng cả đến cách Thăng Được Cát làm thiếu tướng, bọn Mỹ lại càng cay cú hơn. Chúng chuẩn bị kế hoạch diều hâu định cứu Điện Biên Phủ bằng những cuộc ném bom rất lớn. Cuối tháng 4, một bộ phận của hạm đội thứ 7 đã kéo vào vịnh Hạ Long chờ sẵn. Nhưng liệu chúng có cứu nổi được bọn Pháp ở Điện Biên Phủ không? Cũng vào thời kỳ này, tại Việt Bắc, dưới sự chủ tọa của Hồ Chủ tịch, Trung ương và Chính phủ đã họp và quyết nghị toàn dân, toàn Đảng và Chính phủ nhất định đem toàn lực chi viện cho chiến dịch Điện Biên Phủ và nhất định làm mọi việc cần thiết để giành toàn thắng cho chiến dịch. Công nhân say sưa biến nhiệt tình yêu nước thành vô vàn súng đạn gửi gấp ra mặt trận. Thanh niên nô nức xin đi giết giặc lập công. Gạo đạn ùn ùn gửi ra tiền tuyến. Thêm một thước vải, một cân gạo ra sớm mặt trận là bớt đi được một tên giặc. Gạo thuế nông nghiệp này là để gửi cho chiến sĩ. Đồng bào Tây Bắc đã góp phần vượt mức yêu cầu. Quả thật, hậu phương của ta là chỗ dựa vững chắc, là nhân tố thường xuyên quyết định thắng lợi của quân đội. Chưa bao giờ người dân Việt Nam lại đi chiến đấu nhiều như vậy. Hầu như cả nước đang tấp nập tiến ra mặt trận. Từ Lạng Sơn sang Yên Bái, từ Hòa Bình, Thanh Hóa lên Điện Biên, cả một hậu phương rộng lớn đang tuôn người tuôn của ra để quyết chiến quyết thắng với giặc. Trong khi đó, để phối hợp với Điện Biên Phủ, Nam Bộ anh hùng phá hàng loạt đồn quốc của giặc. Liên khu 5 quật cường với chiến thắng An Khê lừng lẫy, tiêu diệt binh đoàn cơ động số 100 của địch ở Triều Tiên về. Đồng bằng Bắc Bộ anh dũng cắt đứt đường số 5, tập kích sân bay Cát Bi Gia Lâm, phá hủy hàng chục máy bay của địch. Các lực lượng dự bị lại ùn tiến ra mặt trận. Điện Biên Phủ, cuối tháng 4, tình hình quân địch càng nguy khốn. Ô vuông phòng ngự cuối cùng của chúng còn mỗi chiều hơn 1 cây số, trong đó có đồi A1 cao điểm cuối cùng. Để chuẩn bị tốt đợt tấn công thứ 3, chấp hành chỉ thị của Bộ Chính trị, trong nội bộ quân ta đã tiến hành một cuộc giáo dục tư tưởng rất quan trọng. Nhiệm vụ trước mắt là quán triệt quyết tâm của Trung ương tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ, ra sức khắc phục tư tưởng hướng quân, củng cố và đề cao quyết tâm, đề cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục thấu triệt phương châm đánh chắc tiến chắc, tích cực tranh thủ thời gian, triệt để chấp hành mệnh lệnh, giành toàn thắng cho chiến dịch. Cuộc giáo dục tư tưởng này đã tiếp thêm cho quân ta một sức mạnh vô địch. Đây là một thành công rất lớn của công tác chính trị trong lịch sử chiến đấu của quân đội ta. Đêm mùng 1 tháng 5 năm 1954, đợt tấn công thứ 3 bắt đầu. Tiếng đại bác của quân ta đã vọng sang tận hồ Geneva, buộc đế quốc Pháp Mỹ phải cùng các phái đoàn Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam họp bàn về việc lập lại hòa bình ở Đông Dương. Mười 7 giờ ngày mùng 6 tháng 5, ta chiếm đồi A1 cao điểm cuối cùng. Địch hoang mang cực độ, lợi dụng thời cơ đó, 15 giờ ngày mùng 7 tháng 5, quân ta tổng công kích, chia làm nhiều mũi giáp công đánh phục vào chỉ huy sở Đờ Cát. xung kích ta đã ập đến gần cửa hầm. Đờ Cát và Puni cầu cứu lẫn nhau cuốn cuồng. Cờ quyết chiến quyết thắng của Hồ Chủ tịch khắp phới bay trên chỉ huy sở Đờ Cát. Tướng Đờ Cát bị bắt sống cùng với toàn bộ tham mưu của y. Quân địch ở Điện Biên Phủ lũ lượt kéo nhau ra hàng. Đám rước cờ trắng quằn quại kéo ra đi mãi, tưởng không bao giờ hết. Đó chính là đám ma thê thảm của quân đội viễn chinh Pháp. Mũi nhọn của ngọn mác, quả đấm tấn công mà bọn tướng tá Pháp Mỹ vẫn huênh hoang, bây giờ lại hóa ra thế này đây. Chúng cứ tưởng đường chiến thắng của chúng mãi mãi thẳng tuột, không ngờ đến Điện Biên Phủ lại rẽ ngoặt vào trại tù binh. Chúng đi lốc nhốc, từ đầu đến chân mang toàn đồ Mỹ, thậm chí cái xác gầy nhom của chúng cũng đã bị tiền Mỹ mua rẻ mất rồi. Chúng là những tên nô lệ của đô la Mỹ vừa được quân ta giải thoát trở lại làm người. Đằng sau chúng là đêm dài quá khứ đầy tội lỗi. Đằng trước chúng là con đường chính nghĩa sáng ngời, rực rỡ ánh mặt trời khoan hồng của Hồ Chủ tịch và nhân dân Việt Nam chiến thắng và nhân từ. Những kẻ chỉ tin vào sức mạnh của vũ khí đã thấy ở đây sức mạnh của nhân dân đã đập tan mộng xâm lăng của đế quốc nát vụn như thế nào. Từ nay, Điện Biên Phủ trở thành nghĩa trang khổng lồ đầu tiên của chủ nghĩa thực dân thế giới. Và rồi còn nhiều nghĩa trang khác ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin cũng đang chờ bọn chúng. Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Ôi, không đêm nào vui bằng đêm nay. Đêm lịch sử Điện Biên sáng rực trên đất nước như huân chương trên ngực dân tộc ta, dân tộc anh hùng. Điện Biên vời vợi muôn trùng mà lòng bốn biển nhịp cùng lòng ta. Đêm nay bè bạn gần xa, tin về chắc cũng trang hòa vui chung. Paris ủ rũ cờ ta. Nhưng thử hỏi, ai đã gây nên nông nỗi nhường này? Nhất định không phải nhân dân lao động Pháp, mà chính là bọn thực dân xâm lược hiếu chiến, bám gót đế quốc Mỹ. Thật cũng khéo dư nước mắt khóc người viễn chinh. Tại cánh đồng Mường Phăng lịch sử, các chiến sĩ Điện Biên Phủ vô cùng sung sướng tiếp nhận thư khen của Ban chấp hành Trung ương Đảng và của Hồ Chủ tịch trong lễ chiến thắng. Gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ. Trước hết, bác gửi lời thân ái thăm các chú thương binh, toàn thể các chú, cũng như toàn thể cán bộ và chiến sĩ toàn quốc đã quyết tâm canh được thắng lợi để chúc thọ bác. Bác và chính phủ định thưởng cho tất cả các chú huy hiệu chiến sĩ Điện Biên Phủ. Các chú tán thành không? Đoàn đại biểu của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do đồng chí Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn cũng đấu tranh thắng lợi. Hiệp nghị Geneva đã được ký kết. Hòa bình được lập lại ở Đông Dương. Những bóng đen hung ác kia vĩnh viễn không bao giờ còn trở lại được nữa. Thế là sau gần 100 năm gây bao tội ác trên đất nước này, thực dân Pháp đã phải cuốn gói cút khỏi miền Bắc. Và hoa rực rỡ tưng bừng trong niềm vui sướng vô hạn của nhân dân cả nước. Ra mắt đồng bào tại quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi mà 9 năm trước đây người đã trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập. Nhân dân ta, quân đội ta đi theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch kính yêu, trong suốt 9 năm trường, lớp lớp tiến lên đấu tranh vô cùng anh dũng và gian khổ, đã giữ trọn lời thề sắt son ấy. Truyền thống quyết chiến quyết thắng vẫn rực sáng trong mọi hành động xây dựng và bảo vệ miền Bắc. Và ở miền Nam yêu dấu, tuyến đầu của Tổ quốc, tiền tuyến của nhân loại tiến bộ chống đế quốc Mỹ, kẻ thù hung ác nhất của nhân dân thế giới. Cuộc kháng chiến thần kỳ lần thứ hai, trận Điện Biên Phủ trường kỳ và vĩ đại của đồng bào miền Nam anh dũng đang cuồn cuộn dâng lên. Tương lai nhất định thuộc về chúng ta. Vì Hồ Chủ tịch đã nói, chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác Lênin trong thời đại ngày nay. Chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định thất bại. Mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công. Giải phóng Điện Biên Phủ, đưa ta tiến quân trở về. Mừng đón chúng ta